Chào bạn, tôi là Nguyễn Thị Thủy, bác sĩ tư vấn trực tuyến của Tổng đài tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm lý 1900 8909 và 1900 8908. Trong video tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 vấn đề về thuốc tránh thai hàng ngày. Thứ nhất, thuốc tránh thai hàng ngày là gì? Đây là một loại thuốc chứa hai loại hormone nữ, estrogen và progesterone. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc tránh thai hàng ngày để các bạn có thể lựa chọn, như giải pháp hoa hồng xanh, New Joy, Mạc Vê Lông, v.v. được đóng thành vỉ 21 viên hoặc 28 viên. Ngoài ra còn có một loại thuốc tránh thai hàng ngày chỉ chứa một loại hormone duy nhất, progestin, dành cho phụ nữ đang cho con bú. Một loại thuốc tránh thai này không ảnh hưởng đến chất lượng sữa cũng như là số lượng sữa tiết ra. Vì thế các bà mẹ đang cho con bú có thể yên tâm khi sử dụng. Tác dụng của thuốc tránh thai hàng ngày đó là ngăn cản không cho trứng làm tổ trong buồng tử cung, cũng như ngăn cản không cho trứng rụng. Thế và khi mà các bạn sử dụng thì mỗi ngày mình sẽ được cung cấp một lượng hormone nữ ổn định trong cơ thể. Ngoài ra thuốc tránh thai hàng ngày sẽ có cái tác dụng làm mỏng cái niêm mạc tử cung, nên không cho trứng làm tổ trong buồng tử cung và làm cái tăng tiết dịch nhầy ở nút của tử cung, làm cho tinh trùng di chuyển khó khăn ở trong vòi trứng và ngăn cản cái sự thụ tinh. Thứ hai là vấn đề chỉ định và chống chỉ định như thế nào. Những đối tượng như nào thì có thể sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày? Thuốc tránh thai hàng ngày thì có thể thích hợp cho tất cả phụ nữ ở độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên có một số trường hợp không nên sử dụng, như những đối tượng mắc bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, hay là có đang sử dụng thuốc lao hay là thuốc trầm cảm, các vấn đề về tâm thần kinh thì cũng không nên sử dụng thuốc, vì nó sẽ tăng cái sự tương tác thuốc và làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Ngoài ra một số bệnh nhân mà mắc bệnh về ung thư vú hay là ung thư bộ phận sinh dục, như là ung thư tử cung hay là cổ tử cung v.v. thì đều không nên sử dụng. Ưu điểm của thuốc tránh thai hàng ngày đó là tạo cho bạn gái một cái vòng kinh ổn định, không làm đau lưng hay là đau bụng trước những ngày có kinh, và cũng như là có thể chủ động tránh thai khi mà mình dùng thuốc. Thứ ba đó là cách sử dụng thuốc. Thì đối với thuốc tránh thai hàng ngày mình sẽ sử dụng như thế nào? Thứ nhất đó là đối với cái thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng như cái tên gọi của nó, mình sẽ uống hàng ngày, mỗi ngày uống một viên duy nhất và vào một giờ nhất định trong ngày. Đối với cái vỉ 28 viên thì mình có thể uống liên tục hết vỉ này sang vỉ khác. Riêng đối với vỉ 21 viên thì mình sẽ uống hết 21 viên theo cái chiều mũi tên trên vỉ thuốc, và mình sẽ dừng 7 ngày. Khi mà dừng 7 ngày đó, sau đó thì mình sẽ chuyển sang vỉ tiếp theo. Thứ tư là có một số cái thắc mắc thường dùng khi sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Đó là có một số trường hợp các bạn gái có thể là quên hoặc là uống không đều đủ. Thì khi mà quên một viên đó thì mình sẽ xử trí ra sao? Quên một viên thì bạn sẽ uống ngay khi nhớ ra, và viên tiếp theo sẽ uống vào giờ thông thường trong ngày. Và đặc biệt là trong vòng 24 giờ, trong vòng 48 giờ thì bạn nên là tránh giao hợp, hoặc nếu có thì mình sẽ sử dụng biện pháp hỗ trợ như là bao cao su. Đối với trường hợp quên 2 viên thì mình sẽ uống 2 viên ngay khi nhớ ra, và chú ý là sau đó thì nếu như có giao hợp thì đều phải sử dụng các biện pháp tránh thai cho đến hết vỉ thuốc. Còn khi quên 3 viên thì làm sao? Quên 3 viên thì cái hiệu quả tránh thai của vỉ thuốc đó coi như là đã không có. Thế nên là bạn sẽ bỏ cái vỉ thuốc đó đi và chuyển qua dùng một vỉ thuốc mới. Nhưng chú ý là khi mà dùng vỉ thuốc mới đó thì 7 viên thuốc đầu tiên sẽ chưa có cái tác dụng tránh thai, nên bạn sẽ sử dụng thêm một biện pháp hỗ trợ, có thể là bao cao su trong vòng 7 ngày đó. Sau đó bạn sẽ dùng vỉ thuốc như bình thường. Trên đây là một số thông tin về thuốc tránh thai mà tôi vừa cung cấp cho các bạn. Nếu như có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng thuốc tránh thai, các dụng cụ hoặc là cách sử dụng như thế nào cho hiệu quả, thì các bạn có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn sức khỏe tâm lý 1900 8909 hoặc 1900 8908. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào website www.cachchữabenh.net để có thể là đặt câu hỏi để các bác sĩ có thể trả lời trực tiếp cho các bạn. Xin cảm ơn.